Xin chào các bạn, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cách trang trí giao diện Facebook Timeline của mình thêm độc đáo và mang cái dấu ấn riêng bằng cách là tạo một bức ảnh được ghép từ 9 ảnh khác nhau như thế này đây. Thật ra thì đây là khu vực hình ảnh mà các bạn được tab bởi bạn bè. Thông thường thì nó sẽ lung tung như thế này bởi vì bạn bè nó tab lung tung như thế này. Tuy nhiên thì mình có thể tùy chỉnh như thế này đây. Bằng cách đó là các bạn có thể sử dụng phần mềm đồ họa như là Photoshop cắt hình ảnh ra và up lên như thế này. Tuy nhiên thì với những bạn mà không biết sử dụng Photoshop thì có một cách rất đơn giản cho các bạn đây. Thì đầu tiên các bạn cần có một hình ảnh, và dĩ nhiên là hình ảnh này các bạn nên sử dụng hình ảnh vuông. Ở bài hướng dẫn này thì mình sử dụng cái logo của Vietdesigner để mà làm ví dụ. Thì sau khi mà các bạn đã có hình ảnh rồi thì các bạn sẽ vào website với địa chỉ là imagesplitter.net. Đây là một website cắt gọt hình ảnh online. Thì ở đây các bạn sẽ đầu tiên khi vào website này, các bạn sẽ ấn vào đây để chọn hình ảnh mà các bạn muốn cắt. Sau đó ấn upload image. Các bạn sẽ chọn qua tab Split Image. Thì ở đây các bạn sẽ chọn Row và Column là 3 hết. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn phải cắt hình này ra làm 9 mảnh thì phải thông số như thế này. Và tiếp theo các bạn sẽ ấn vào nút Split Image. Thì khi mà ấn vào đây rồi thì nó sẽ có thể cho các bạn download một tập tin file về đây, thì các bạn sẽ giải nén ra. Khi giải nén ra thì các bạn sẽ có 9 mảnh hình đã được cắt ra vừa nãy. Thì tiếp theo các bạn sẽ vào Facebook của mình và các bạn sẽ tạo một album hình ảnh và các bạn chọn vào cái tập tin mà nãy các bạn vừa download về bao gồm 9 hình ảnh. Các bạn sẽ chọn hết và upload lên. Các bạn có thể đặt tên album này là album 9 ảnh. Sau rồi ấn đăng. Và đây chính là album chính ảnh mà các bạn vừa up lên. Thì tiếp theo các bạn sẽ phải tab chính mình vào những hình ảnh này. Thì các bạn lưu ý là thứ tự tab sẽ là từ ảnh này, cái ảnh dưới cùng này, và đi qua ảnh tiếp theo như thế này. Như này. Đó. Thì mình sẽ ấn vào đây. Mình ấn vào tab photo. Mình sẽ tab chính mình luôn. Đó là, và các bạn sẽ ấn reverse, nghĩa là ấn qua đây, tiếp tục tab, cứ thế mà tab hết chính ảnh ha. Rồi, hình như là mình đã tab xong đủ chính ảnh rồi đó. Mình sẽ quay ra Facebook của mình để mà xem thành quả. Ok, thì sau khi mà đã tab xong chính ảnh thì các bạn ra cái giao diện cá nhân của mình thì sẽ thấy ở đây đã xong rồi. Vừa khít luôn, không có lệch một ảnh nào hết. Rất là đơn giản đúng không? Tuy nhiên thì sẽ có một vài bạn thắc mắc là lỡ đâu bạn bè của mình tab ảnh mình vào thì nó sẽ
bị mất đi một mảnh rồi nó thay một mảnh khác, thì thành ra là cái lóc chính ảnh ghép này nó sẽ bị đảo lộn đi. Và mỗi lần mà bạn bè táp ảnh như vậy thì nó mình phải xóa đi hay canh xóa đi thì nó cũng hơi cực. Thì mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cách quản lý cái việc táp ảnh này. Các bạn sẽ có thể hạn chế, có nghĩa là hạn chế được bạn bè của mình táp ảnh và quản lý được cái điều này. Thì các bạn sẽ ấn vào đây, chọn vào cái setting, cài đặt. Thì các bạn sẽ tích vào cái chỗ là timeline and tapping này. Thì các bạn chú ý cái option đầu tiên, đó chính là who can add thing to my timeline, có nghĩa là ai có thể quản lý ai có thể tap tap bạn vào. Thì ở đây thì mình có thể tùy chọn là bạn bè hoặc là chính mình thôi. Thì cái này thì mình nghĩ là chỉ cần để bạn bè cũng được rồi. Các bạn chỉ chú ý là cái review này, có nghĩa là các bạn có quyền chấp xem xét có nên có cho tab hay không. Thì các bạn thường mặc định nó thì nó để là off off chứ không phải on như này, on tại tại vì mình đã bật sẵn rồi. Thì các bạn nếu mà off thì các bạn sẽ ấn vào edit này và chọn là enable, mặc định là disable. Nếu mà enable thì nó sẽ bật on, có nghĩa là các bạn có quyền quản lý cái phần tab này. Thì khi mà bạn bè của mình á, mà tap mình vào một bức ảnh nào đó đó, thì các bạn có quyền cho nó tap hay không, có nghĩa là cho nó hiển thị trên cái Facebook của mình hay không. Và nếu như các bạn không muốn bạn bè mình tap á, để mà mất đi cái bố cục hình ảnh mà mình vừa tạo nãy giờ á, thì các bạn sẽ không chấp nhận. Có nghĩa là các bạn thành ra là cho dù mà bạn bè của mình có tag mình vào như thế nào đi chăng nữa thì sẽ không bị mất cái bố cục như thế này. Ok, thì bài hướng dẫn này đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu mà các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn có thể ấn like video này để ủng hộ mình, và có thể vào channel YouTube của Việt Designer ở địa chỉ là youtube.com Việt Designer Net để theo dõi các video hướng dẫn về đồ họa cũng như tin học, hoặc là những cái kiến thức nào mà mình cóp nhặt được để chia sẻ với các bạn. Và cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào các bạn.